Về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất.
Nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hóa ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phục là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa đang muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chân các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự biên giải của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Lời của Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa cùng anh chị em. Ta ơn cùng cha. Bài tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ đấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cảm ơn cha Thi. Chúng ta biết là cha Thi là cha xuất phát từ cộng đoàn của chúng ta. Hôm nay cha về để thăm gia đình viếng cố đặng thị. Thưa quý bà cha, vào mùa đông của năm 1620, một chiếc tàu đến từ Anh Quốc cập bến Massachusetts, tiểu bang Massachusetts mà thành phố Boston bây giờ chúng ta hay nghe. Họ đến vào mùa đông rất là băng giá, lạnh lẽo, và trên đó có đàn bà, con nít và nhiều người đàn ông. Và khi họ đến đó thì họ không có gì ăn cả, và trồng trọt thì cũng không được vì mùa đông không trồng trọt được, và họ phải nhờ sự giúp đỡ của những người da đỏ ở chung quanh đó. Và mùa đông qua đi và bước vào mùa xuân thì bắt đầu họ trồng trọt, và cuối cùng họ được hoa màu đầu tiên ở trên đất nước xa lạ của họ, rời bỏ quê hương Anh Quốc đến nước Mỹ, chứ đó không có ai đồng không hoa bạc, và họ được hưởng hoa màu đầu tiên. Và họ bắt những con gà Tây ở trong rừng để làm thịt ăn. Và cái hoa màu họ là gì? Khoai lang, bí đỏ và những cái vin, và tất cả những, nếu như mà họ trồng trọt được, thịt thì bắt gà Tây, và họ làm bữa ăn để tạ ơn Chúa. Và họ mời những người da đỏ xung quanh láng giềng đến chia vui với họ, để họ cảm ơn những người da đỏ đó đã giúp đỡ họ trong thời gian khốn khoảng. Và họ tạ ơn Chúa bởi vì họ là những người có đạo, họ chỉ mang theo quyển Kinh Thánh thôi. Họ tạ ơn Chúa vì đây là những cái hoa trái hoa màu mà họ nhận được đầu tiên ở trên nước Mỹ.
Và sau đó, qua những thời gian 5 tháng sau đó, năm 1940, Tổng thống Roosevelt cùng với Quốc hội Mỹ ký một đạo luật ban hành từ này về sau, vào tháng 11 và cuối tháng 11 và thứ năm, sẽ cả nước sẽ ăn mừng lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban xuống trên cho nước Mỹ này. Và chúng ta cũng phải quý bà chị em, chúng ta phải cảm ơn những người Mỹ, bởi vì chính họ đã kêu mang chúng ta. Chúng ta đến đất nước này với hai bàn tay trắng, bỏ quê hương của chúng ta ra đi để đến cái quê hương này, và chúng ta nhận đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Và họ đã welcome chúng ta, đón nhận chúng ta với tất cả cái tình thương yêu. Họ lo cho chúng ta, ta hưởng tất cả welfare, food stamp, Medicare. Con cái đi học đàng hoàng, chúng ta có xe cộ, có nhà cửa. Chúng ta nhiều khi sống còn sướng hơn cả những người Mỹ bản xứ ở đây. Những người homeless, chúng ta ở đây chúng ta được hưởng tất cả. Và chúng ta tạ ơn Chúa cho cái điều đó, quý bà chị em. Họ kêu mang chúng ta. Nhưng mà có những người rất là vô ơn, sống trong nhà nhưng mà lại cứ chửi Mỹ. Chúng ta kiểu kêu mang một người vào trong nhà chúng ta, nuôi họ một thời gian, rồi họ đứng lên họ chửi lại mình. Chúng ta có thể rất là bực mình, thì muốn đuổi họ ra khỏi nhà luôn. Mình mà họ đến đất nước này, họ ngồi họ chửi Mỹ rồi bao nhiêu tiền họ làm được, họ về Việt Nam tiêu xài. Họ giống như nước Mỹ này là cái nước mà họ ở tạm trú vậy. Họ vô ơn quý bà chị. Và chúng ta có thể rất là đau lòng khi chúng thấy cái điều đó. Và chúng ta là những người định cư ở đây, và chúng ta cảm ơn những người Mỹ đã yêu mang chúng ta. Và cái đó là cái về vấn đề thế gian. Còn một điều mà chúng ta cần phải tạ ơn nữa, đó là tạ ơn Thiên Chúa. Một cách nào đó Thiên Chúa đã đưa chúng ta đến với đất nước tự do này. Và chúng ta tạ ơn Chúa, nhất là về cái đức tin của chúng ta. 117 người các thánh tử vì đạo, trong 100.000 người đã đổ máu cho cái niềm tin của họ. Trong suốt 300 năm, từ 1500 đến 1800, 300 năm như vậy, bao nhiêu người đã đổ máu ra. Và trong 117 người này, có duy nhất một người đàn bà, tên là Lê Thị Thành. Bà này có 6 người con, 17 người cháu. Bà kêu mang một vị linh mục chạy trốn những người đã bắt đạo. Bà cuối cùng người ta đến bắt bà nhận tội hết. Bà không muốn cho chồng con bị, bà đứng ra và nhận hết. Bà nhận hết và người ta đánh đập bà rất là tàn nhẫn. Và người ta nói bà là chỉ cần bước qua thánh giá thôi là cho về nhà cho với chồng con, bà nhất định không. Thà chết chứ không bước qua thánh giá. Họ bực mình quá, họ nói là lột quần áo của bà ra cho bà xấu hổ. Bà nói nếu mà quan lột quần áo thì cái người xấu hổ đầu tiên là vợ của quan. Ông quan nhất định vậy thôi, không lột quần áo nữa. Bắt rắn bỏ vào trong người bà. Những con rắn nhỏ đỉa rồi những con rết rồi những con lươn bỏ trong người bà. Rồi đánh tập bà cho bà nhịn đói. Và trước khi bà chết bà chỉ nói một câu: Giê-xu Maria xin cứu linh hồn. Còn một vị thánh nữa là An Đê Trọng, đi ra pháp trường, người mẹ đi theo khuyến khích con ơi ráng đi con, còn một chút xíu nữa thôi. Và khi mà người con cúi đầu xuống chặt đầu thì bà mẹ đã ôm thủ cấp của người con mang về. Còn một vị giám mục An đi ra pháp trường, cúi đầu xuống và nói người đau phải chặt là 3 lần. Chặt lần đầu, cảm ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên con. Chặt lần thứ hai, cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã kêu mang con cho con được vào đời. Và cái chặt lần cuối cùng, khi cái đầu rớt thì cầu nguyện cho cháu dân của tôi, cháu dân Việt Nam của tôi. Và chúng ta thấy ở trong 117 người tử đạo có 21 người ngoại quốc, 20 người Pháp, 21 người Tây Ban Nha. Và trong 117 người tử đạo đó có 8 giáo mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Chúng ta thấy họ đã sống rất là kiên cường đến giây phút cuối cùng. Họ sẵn sàng chết chứ nhất định không bỏ đạo với bà chị. Và chúng ta là những người đã đón nhận cái đức tin của họ. Thì đó là máu đổ ra của những người tử đạo là hạt giống đức tin cho chúng ta ngày hôm nay.
nhìn về quê hương Việt Nam, hiện nay có 25 giáo phận, 2.000 linh mục, 5.000 các sơ, 7 triệu giáo dân. Chúng ta thấy là kinh khủng. 42 giáo mục, 1 vị hồng y. Và bên Mỹ này thì sao? Chúng ta qua Mỹ này, chúng ta thấy bên Mỹ này như thế nào? Bên Mỹ hiện bây giờ có trên 1.000 linh mục, rải rác khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ, làm việc cho Mỹ cho đủ hết sắc dân tộc, và 500 các sơ và trên 100 giáo xứ và các cộng đoàn. Santonio là một trong những cái giáo xứ ở trên nước Mỹ này, và người Việt Nam rải rác khắp nơi ở trên nước Mỹ này, và giáo dân Việt Nam đóng góp một vai trò rất quan trọng cho giáo hội Mỹ. Một giáo hội Mỹ đã nói là nếu không có giáo dân Việt Nam, có lẽ sức sống của giáo hội Mỹ sẽ không được mạnh như ngày hôm nay. Chúng ta cung cấp cho các địa phận những ơn gọi linh mục, và chúng ta thấy như trong khi bây giờ đang làm việc ở Mississippi với 5.000 giáo dân làm cho giáo xứ Mỹ, các linh mục Việt Nam rải rác khắp nơi để phục vụ cho giáo hội ở đây. Và chúng ta là những người giáo dân, chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì cái đức tin của người giáo dân Việt Nam của chúng ta. Tôi gặp một gia đình từ Việt Nam qua Mỹ, và nói là sao bây giờ anh muốn qua được đến Mỹ? Bảo là con đi qua trẻ quá trời, bây giờ con có định từ ở Mỹ. Bảo con qua Mỹ này, con cảm ơn Chúa để cho con được qua Mỹ, để con được sống đạo ở bên Việt Nam, bắt bớ khó khăn đủ thứ. Và sau một khoảng một thời gian, tôi gặp lại anh bảo sao rồi, đời sống của anh đi thúc đạo thế nào rồi? Anh nói cha con bất đạo rồi cha. Hỏi tại sao? Bây giờ con ôm một cái tiệm, vợ con ôm một cái tiệm, chú nhận chú bây giờ đi lễ cái chơi, bây giờ đi lễ. Ở bên Việt Nam kèm kẹp, và chúng ta còn cố gắng đi lễ được. Bên đây chả ai cấm đoán gì cả, mà không đi lễ được. Cái gì kèm kẹp, tiền nó kèm. Kèm nó kẹp chúng ta là không đi được nữa. Nó cột chân chúng ta là không đi được cái bàn gì. Rồi con cái không cho đi học giáo lý, không cho sinh hoạt gì hết. Rồi con cái nói tiếng Mỹ, rồi nó là trời ơi, tại sao con cái không hiểu tôi? Tại chúng ta thôi, chúng ta chứ mê tiền hơn mê Chúa, chúng ta đành chịu. Cho nên ngày hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại cái đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, chúng ta là những con cháu của cái thánh tự đạo Việt Nam, chúng ta đã sống đạo như thế nào? Chúng ta tạ ơn Chúa, và cái tạ ơn đẹp nhất là gì chúng ta chứ? Là tận dụng tất cả những khả năng mà Chúa cho chúng ta để phục vụ Chúa. Cái đó là cái tạ ơn đẹp nhất. Khi người ta tặng mình món quà gì mà mình cất một xó, cái người tặng quà rất là đau buồn, nó buồn lắm, tặng quà nó không sử dụng. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cho chúng ta rất là nhiều nén cạn, rất là nhiều những cái tài năng, và chúng ta chôn vùi cái tài năng đó, chúng ta không sử dụng. Mà khi chúng ta sử dụng cái tài năng đó, đó là cách chúng ta cảm ơn với người tặng cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết can đảm để sống đức tin. Và hôm nay cô ông nói chúng ta là ai bền đổ đến cùng, người đó sẽ được cứu độ. Chúng ta kiên trì sống đức tin của chúng ta, mặc dù đời sống có những cái cám dỗ, những cái thăng trầm, những cái đau khổ, những cái thử thách, chúng ta vẫn vượt qua được để sống với niềm tin của mình trên đất nước Hoa Kỳ này. Tự do, nhưng mà chính cái tự do đó nó làm chúng ta mất đức tin. Vì chúng ta, nếu chúng ta không có cẩn thận, chúng ta sẽ mất đức tin của chúng ta. Đời sống vật chất ở trên đất Mỹ này lại làm cho chúng ta mất đức tin. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống cái niềm tin của mình, và truyền lại cái niềm tin đó cho con cháu của chúng ta. Đó là chúng ta đang sống cái tinh thần của Thánh Tử Đạo Việt Nam. Họ đã truyền lại cái đức tin đó cho chúng ta, và chúng ta cũng tiếp tục truyền lại cho con cháu của chúng ta. Trong ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình của chúng ta. Lạy Chúa, trong ngày lễ tạ ơn, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên chúng con, nhất là đã ban cho chúng con các thánh tử đạo Việt Nam là những gương sáng giúp chúng con can đảm sống đức tin trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng
con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam ở quê nhà, mặc dù phải đối diện với những khó khăn thử thách, xin cho giáo hội đừng đầu hàng trước nghịch cảnh, nhưng luôn biết trung thành với đức tin như các thánh tử đạo đã nêu gương cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, các thánh tử đạo đã bỏ chính mình để làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ những đam mê tật xấu, những hận thù chia rẽ, để trở thành những chứng nhân cho Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong ngày lễ bổn mạng của cộng đoàn chúng con, xin cho chúng con biết chấp nhận những hy sinh gian khổ để xây dựng cộng đoàn ngày một phát triển hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ hồng ân của thánh lễ này, chúng ta xin cùng cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô, Catalina, Teresa, Jacobe, Maria, Jose, Anna, Lorenzo, Nicola, Vicente, Joan Kim, Dominico và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dành một phút thinh lặng để cầu cho những ý chỉ riêng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha vì biết bao ơn lành Cha ban xuống trên chúng con và gia đình chúng con. Xin cho mỗi người chúng con trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa, như các thánh tử vì đạo đã làm chứng nhân cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh,
mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện gồng mình chịu khổ hình, chính người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đổ đồ vì các con. Cùng vào thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Cha, vì Cha đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận chức tôn nhang và phụng sự Cha. Chúng con tha thiết nài xin Cha cho chúng con, khi thân phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ơn đến Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện tận hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giáo phận của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng với những con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh từ nào Việt Nam đã giúp đỡ đồng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người hiệp với người và trong người, chúng con tôn vinh Cha là Thiên Chúa toàn năng, hiệp với Chúa Thánh Thần, chúng con chúc tụng danh Ngài bây giờ và muôn đời, muôn đời. Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi vòng tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đã khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con được đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con,
nhưng xin vì lễ đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong ngày lễ tạ ơn, chúng ta chúc cho nhau sự bình an của Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo Việt Nam của chúng con đã đổ máu đào cho đức tin vào Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa rộng tay ban phước lành của Người xuống trên cộng đoàn của chúng con, mà nơi đây chúng con đã chọn các thánh tử đạo làm gương sáng cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết can đảm làm chứng nhân như các thánh tử đạo ngày xưa để mang Chúa đến cho mọi người. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho ông bà chị em, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em ra về bình an. Thank you.
phân phối.